Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh viên EdX học làm bài tập như thế nào. Và mình là Tiến Thành, sinh viên khóa K2 của Đại học EdX. Ngày hôm nay thì trong video này mình sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ, đó là làm cái bài tập như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây là cái yêu cầu của bài tập, dữ liệu cũng như là cái yêu cầu của bài tập mình sẽ làm. Thì mình đã làm ra cái một số cái yêu cầu ra một cái bảng như thế này rồi. Từng cái yêu cầu một. Mình đã làm ra từng cái yêu cầu một, nó sẽ có từng cái thao tác như thế này đó. Và đây là những cái phát sinh có của những cái tài khoản tương ứng với những cái yêu cầu này ở đây đó. Thì bây giờ mình sẽ lập một cái bảng phát sinh cân đối kế toán như thế này. Các bạn có thể thấy là mình đã làm một cái bảng phát sinh cân đối kế toán như này, và bây giờ thì mình sẽ là phân tích lại các số liệu trong bảng cân đối kế toán này. Thì trước tiên là về cái tên tài khoản, một số cái tài khoản như thế này, 111 này là tài khoản về tiền mặt. Thì ở đây khi mà nhìn vào cái bảng này thì mình có thể biết được là cái tính đến cái thời điểm mà hiện tại mà mình kiểm toán ấy, kế toán ấy, thì cái tiền mặt nó đã có sẵn là có dư là 560.000 rồi. Và trong cái thời điểm mà mình kế toán ấy, thì trong cái quá trình đó mình đã tức là có tiền mặt vào thêm, tức là có thêm tiền mặt là 110.000. Và trong cái quá trình này thì cũng có phát sinh những cái sự việc mà mình có thể là chi tiêu cái tiền đi là 276.000 đó. Thì mình sẽ có được cái nợ cuối kỳ, tức là số dư tiền mặt cuối kỳ ấy, nó sẽ bằng cái nợ đầu kỳ này cộng thêm với cái phát sinh nợ, tức là phát sinh thêm tiền, và trừ đi cái phát sinh có, tức là phát sinh làm giảm tiền đi. Cái nợ cuối kỳ của cái tiền mặt này nó sẽ còn lại là 394.000. Thì tương tự như vậy với những cái tài khoản mà thuộc nằm trong cái phần tài sản này, các bạn có thể thấy là 112 là tiền gửi ngân hàng này, 131 là khoản phải thu khách hàng này, rồi 152 là thành phẩm nhỉ, 152 nó là cái nguyên vật liệu công cụ, rồi thành phẩm ấy. Thì tất cả những cái phần nợ này, những cái phần nợ đây đều là những cái phần mà đến cái thời, trong cái thời kỳ kế toán ấy, là mình đã có sẵn những cái này, tức là có số dư bằng này rồi. Và trong cái quá trình mà mình kinh doanh trong kỳ kế toán ấy, thì mình sẽ có phát sinh thêm cái nợ này sẽ là làm tăng lên thêm những cái tài khoản này. Và phát sinh có, tức là cái phát sinh mà khiến mình làm giảm đi, thì để mà tính được cái nợ cuối kỳ thì mình sẽ lấy tất cả cái tổng nợ, nợ đầu kỳ có phát sinh nợ mà trừ đi cái có đầu kỳ và trừ tiếp đi cái phát sinh có này, nó sẽ ra cái như này. Và tương tự như vậy đối với những cái còn lại, có nghĩa là cái này, những cái mà số dư đầu kỳ nó là có ấy, có đầu kỳ ấy, có nghĩa là nó sẽ nằm trong cái phần tổng nguồn vốn đấy ạ. Thì nó sẽ bao gồm là cả những cái ví dụ như là nợ phải trả này, rồi nguồn vốn này, cũng như là lợi nhuận chưa phân phối, thì nó sẽ được, nó đã có dư thì nó sẽ được ghi vào cái phần có đầu kỳ. Và tương tự như vậy trong cái quá trình kế toán thì nó sẽ có những cái phát sinh, mà khi mà phát sinh nợ cũng nghĩa là làm giảm, nó sẽ ngược lại với cái phần tài sản ở trên, đó là phát sinh nợ thì nó sẽ làm giảm đi cái có đầu kỳ này, cũng như là phát sinh có nghĩa là nó sẽ làm tăng lên đó. Thì cách mà mình tính ở đây, cái có cuối kỳ nó sẽ bằng cái tổng có đầu kỳ cộng với cái phát sinh có, sẽ trừ đi nợ đầu kỳ và trừ đi phát sinh nợ, nó sẽ ra cái này. Và sau khi mà mình đã có những cái này rồi á, và một cái phần nữa đó là phần về doanh thu này, rồi các chi phí, cái này thì nó sẽ đầu kỳ nó sẽ không có gì, chắc chắn nó không có gì rồi. Và mình sẽ, nó sẽ phát sinh ở trong cái phần phát sinh nợ và phát sinh có đây, thì mình sẽ sử dụng cái này để tính cái kết chuyển, tức là dựa vào cái kết chuyển doanh thu và chi phí, tức là thêm cái 911, tức là xác định kết quả kinh doanh. Thì mình sẽ dựa trên cái xác định kết quả kinh doanh 911 này để mình tính. Thì cái kết chuyển doanh thu và chi phí này, cái kết chuyển lãi suất sau cùng này, nó sẽ liên quan đến, thứ nhất là ghi giảm doanh thu, tức là nó chỉ liên quan đến doanh thu và liên quan đến cái xác định kết quả kinh doanh 911 này thôi. Cũng như tương tự như vậy thì khi giảm chi phí, nó sẽ liên quan đến chi phí và cái 911 này.
Cuối cùng là kết chuyển lãi lỗ và lợi nhuận chi phối thì nó sẽ liên quan đến lợi nhuận và cái 9.1 này. Thì khi giảm doanh thu này, như mình vừa nói là nó liên quan đến cái doanh thu, thì ở trên cái bảng này mình đã có cái phát sinh nợ ở đây là 800.000 doanh thu năm 11, thì mình sẽ ghi có ở đây phát sinh ở cột nào thì mình sẽ ghi ở cột đấy. Đây ban đầu nó sẽ là phát sinh có ở đây ạ. Cái phần này thì không như chỉ có gì nhá, mình sẽ thực hiện lại cái thao tác của cái này. Đây ban đầu nó sẽ như này, thì cái phát sinh có nó sẽ là 800.000 trong phần 511, thì ở đây mình sẽ ghi là có 511 là 800.000. thì để cho cân bằng với cái 511 này thì ở đây mình sẽ ghi thêm nợ 9.1, nó cũng là 800.000 để cho nó cân bằng với nhau đó. Cái mục đích là để cho cái 911 nó sẽ cân bằng với những cái ghi giảm ở đây, ví dụ như ghi giảm doanh thu thì nó cân bằng với cái doanh thu, ghi giảm chi phí nó sẽ cân bằng với tổng cái chi phí. Thì ở đây mình có một số cái chi phí như là 632, 641, 642, 811 với cái phát sinh có như thế này. Đấy, chính là bốn cái này. Bốn cái này thì mình sẽ ghi vào bên này là nợ phát sinh, đây là phát sinh ra. Cái này lúc nãy là nó nằm phần này. Đấy, mấy cái 6 này nó nằm ở cái phần này. Thì tương tự như vậy mình sẽ ghi nó là nợ 632, ghi lại nguyên cái phát sinh nợ của nó. Phát sinh nợ thì ghi là nợ phát sinh có, ghi là có. Đây thì nợ 632, nợ 641, nợ 642, nợ 811 tương đương với cái số tiền này 220 đây. Thì để mà cân bằng với cái tổng chi phí này thì mình sẽ ghi thêm một khoản nữa, chính là có 911 nó sẽ là bằng tổng cái này, nó là bằng 310.000. Đó. Và cái thứ ba sẽ là kết chuyển lãi lỗ và lợi nhuận chi phân phối, thì nó sẽ liên quan đến lợi nhuận chi phân phối. Thì ở như hai cái trên, ghi giảm doanh thu và ghi giảm chi phí, thì mình đã có cái số liệu về cái 911 này rồi. Đây, nợ 911 800.000 và có 911 310.000. Thì khi mà trừ ra ấy, thì chỗ này nó sẽ là còn nợ 911 là 800.000 trừ đi 310 còn 490.000. Vậy thì để cho cân bằng với cái 911 này thì cái phần lợi nhuận ấy, chi phân phối nó sẽ được ghi thêm là có 911 490.000 ở đây. Và mình sẽ ghi thêm cái 490.000 ở đây. Và những cái phần mà từ cái doanh thu đổ lại xuống đến 911 này thì mình sẽ ghi đều sang hai bên. Nó sẽ giống nhau sang hai bên. Cái 911 này nó đang là có 800 ạ. Sẽ ghi theo cái 800 này. Nó cũng ghi giống như vậy luôn. Thì sau khi mà mình đã hoàn tất, tức là sử dụng cái kết chuyển xác định kết quả kinh doanh ấy, thì nó sẽ được một cái bảng hoàn chỉnh, nó là như thế này. Và tất nhiên là nó sẽ phải tốn một chút thao tác như mà mình vừa trình bày ở cái phần cuối này, liên quan đến phần kết chuyển doanh thu và chi phí. Thì sau khi mà thao tác xong thì nó sẽ ra được một kết quả như thế này. Đó, các bạn có thể kiểm tra bằng cách là tính tổng nợ đầu kỳ bằng có đầu kỳ là ok, chắc là có thể là sẽ đúng đấy ạ. Tiếp theo là phát sinh nợ phát sinh có này nó bằng nhau, và cái nợ cuối kỳ và có cuối kỳ nó bằng nhau thì là đúng. Thì ok, vừa rồi là mình đã vừa thực hiện xong cái yêu cầu của cái bài tập về nhà buổi 1 của môn nguyên lý kế toán. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.